Sunrise Finance là một cái dự án giúp anh em đầu tư và tạo những cái quỹ đầu tư trên hệ sinh thái của Solana. Và hiện tại thì dự án này đang tổ chức một cái cuộc thi testnet diễn ra từ ngày 8 tháng 6 tới ngày 21 tháng 6 năm 2021 ha. Thì mình sẽ mở trang này, đó là trang dao.sunrise.finance, thì để cho anh em xem được những cái phần thưởng. Phần thưởng gồm có là một top 1000 những cái quỹ đầu tư ha, manager. Thì như thế nào để thành quỹ đầu tư tí mình nói sau. Top dành cho 5000 những nhà đầu tư có cái hiệu suất tốt nhất ha. Và cái phần này là phần thiết kế meme thì mình sẽ bỏ qua ha. Thì đây, tổng giải thưởng này lên tới là 250.000 đô và được trả bằng cái token là SLRS ha. Thì cái token này chưa biết là giá trị bao nhiêu, nhưng mà đây là một cái cuộc thi demo, anh em không cần vốn nên anh em có thể tham gia. Rồi, thì đây là Twitter của dự án ha, anh em có thể follow để mà cập nhật những tin tức từ dự án. Thì để tham gia cuộc thi này, anh em vào đường link là app.sunrise.finance, cái đường link mình sẽ để bên dưới mô tả video ha, và anh em bấm connect wallet. Thì Sunrise Finance hỗ trợ 3 ví là Sunflare, Sunlet hay là Phantom. Thì mình sử dụng ví Phantom ha. Anh em có Sunlet hay Sunflare thì anh em dùng. Nếu như anh em nào chưa biết dùng ví Phantom thì có thể lên kênh YouTube của mình và xem cái video mới nhất là hướng dẫn sử dụng ví Phantom ha. Rồi, mình sẽ kết nối vào ví Phantom này. Ở đây mình sẽ nhập mật khẩu ví của mình vào. Tiếp theo đó thì anh em cần một cái bước là xác minh cái Twitter của anh em ha. Mình đã xác minh cái tài khoản Twitter của mình rồi nên nó sẽ bỏ qua cái bước này. Mình sẽ bấm vào create fund thì nó sẽ cho mình là 50.000 đô. Rồi, mình sẽ đặt tên full name. Mình sẽ đặt là Việt Nam 91 này. Đợi hệ thống nó xác nhận ha. Sau khi hệ thống xác nhận xong thì anh em bấm vào nút deposit và tiếp tục chờ đợi hệ thống nó xác nhận. Thì sau khi hệ thống nó xác nhận xong mà anh em chưa thấy cái số dư ở đây á, thì anh em có thể là refresh cái trang lại ha, và kết nối lại ví thì anh em sẽ thấy được là 50.000 đô của anh em ở đây. Và bây giờ thì anh em bắt đầu đầu tư thôi. Thì anh em bấm vào phần trade này. Mình sẽ chọn là swap. Có hai cách ha, là swap thì anh em sẽ swap với cái giá trực tiếp của cái giá hiện tại trên thị trường, và cái cách thứ hai là limit order thì anh em đặt một cái giá limit chờ cái tài sản nó về cái mức giá đó thì nó sẽ vào lệnh mua ha. Thì ở đây ha, anh em chỉ có lệnh buy thôi, là mua thôi, và không có sử dụng đòn bẩy ha, chứ không có short, có nghĩa là không có bán khống. Thì anh em chọn cái tài sản muốn mua ở dưới đây ha. Đó, anh em lựa chọn là Bitcoin, Ethereum hay là bất kỳ cái đồng coin dự án nào mà anh em nghĩ là nó sẽ tăng giá trong tương lai. Ở đây ví dụ mình muốn mua Bitcoin đi. Mình sẽ chọn mua, mình đã có 50.000 đô, bây giờ mình mua 5.000 đô Bitcoin. Đấy. Và mình sẽ set up. Sau khi hệ thống xác nhận xong thì mình sẽ bấm tiếp vào phần swap. Thì sau khi swap xong, anh em sẽ thấy cái phần tài sản của mình bên này gồm có Bitcoin nè, chiếm 10% của portfolio ha, với giá trị là theo đô la là 9.999 và số lượng ở đây. Và tương tự với những cái đồng coin khác, anh em có thể bấm vào mua ha. Đó là cái phần mà anh em mua những cái đồng coin. Tiếp theo thì anh em có thể bấm vào cái phần là ba cái gạch này. Anh em sẽ thấy được ở đây là những cái nhà đầu tư mà có hiệu suất đầu tư tốt nhất hiện tại ha. Ví dụ như nhà đầu tư đầu tiên nè, DMAX nè, mình có thể bấm vào xem là họ đang đầu tư cái gì. Với 50.000 đô thì họ đã lên được 162.000 đô ha. Hiện tại là họ đầu tư full vào con Solana. Đấy, 100% vào Solana. Ở đây anh em có thể trực tiếp là đầu tư vào cái portfolio của họ luôn bằng cách bấm vào nút Invest ha. Thì trước đó anh em cần phải bấm vào cái trang chủ nè. Anh em bấm vào ở chỗ này ha, nó có tạo là tạo tài khoản đầu tư, anh em bấm vào đó anh em tạo. Thì sau khi tạo xong thì anh em sẽ có phần là Select Fund. Đấy. Và anh em chọn cho mình cái nhà đầu tư mà có hiệu suất cao, anh em có thể đầu tư vào. Ngoài ra thì nếu như cái portfolio của anh em khi anh em đầu tư mua vào á, nó có hiệu suất cao thì nó cũng sẽ hiển thị ở trên này ha. Và những người khác họ thấy anh em đã đầu tư tốt thì họ cũng sẽ đầu tư ngược vào cho cái portfolio của anh em. Thì anh em cũng trở thành một cái fund ha. Tiếp theo thì anh em bấm vào phần đây, Leaderboard, thì anh em sẽ thấy được xếp hạng những cái fund này hay là những cái investor này. Đó. Thì nó khá là đơn giản cái cuộc thi này. Anh em không phải mất vốn gì ha, và cái phần thưởng cũng khá là cao. Và mình nhắc lại ha, cuộc thi này diễn ra từ ngày 8 là ngày hôm qua, hôm nay là ngày 9 rồi và kéo dài tới ngày 21. Trong đó thì cái giải thưởng cho investor này lên tới là top từ 500 cho tới 5.000 nhà đầu tư lận. Nên anh em rất có cơ hội để mà nằm trong những cái top cao ha, để mà nhận giải. Thì đó là toàn bộ cái nội dung hướng dẫn của mình trong cái video này. Nếu như anh em có bất kỳ thắc mắc gì thì cứ để lại bên dưới. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những cái video sau.